Em chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em là giới thiệu cho các bác tổng khuôn lưới trên nắng Hà Nội. Ngày hôm nay tổng khuôn lưới trên nắng Hà Nội giới thiệu cho các bác cái cuộn lưới dệt kimono Đài Loan nhé, thương hiệu cao siêu nét. Đấy, đây là cuộn màu trắng các bác nhé, hàng nhé mới về được màu trắng. Select Taiwan này, size của nó là khai 3,8, dài 3, rộng 3,8m và dài 3m, tổng 114m2 anh chị nhá, tổng 114m2. Đây là làm từ sản phẩm từ hạt nhựa HDPE. Hạt nhựa HDPE là hạt nhựa nguyên sinh. Hạt nhựa nguyên sinh là hạt nhựa chưa qua tái chế, đâm ra rất là thân thiện với môi trường, sẽ không bị, khi các bác dùng sẽ không có mùi. Thứ nhất là không có mùi, thứ hai là không bị ngứa nhá. Chống tia UV, chống tia cực tím này. Đấy, độ bền rất là cao các bác nhé, độ bền rất là cao. Đây là một cái sản phẩm của nông nghiệp, rất thân thiện với môi trường. 5 to 10 year use life, có nghĩa là độ bền tuổi thọ của nó từ 5 đến 15 anh chị nhé. Đây cái mặt lưới của dệt kimono Đài Loan đây, em gửi cho các bác xem. Em gửi các bác xem nhá. Hàng rất là dày dặn ạ, hàng rất là dày dặn. Hàng lưới Đài Loan xịn thì kéo sẽ không bị rão các bác nhé, kéo sẽ không bị rão. Đấy, chứ các bác dùng hàng trong nước là kéo rão rất là nhiều, khi cắt cũng không bị tè các bác, các anh chị nhá. Các anh chú ý giúp em cái vấn đề đấy. Một trăm mười bốn mét vuông anh chị nhá, có giá chưa đến 2 triệu, giá đang rất nhiều ưu đãi anh chị nhá.